Die von der Banane? Nein, an der Blüte. Ach so, diese große Frucht da, ja, die ich gesehen hatte. Ja, jetzt weiß ich. Ach so. Wegen Lob, John Gaoi. Probiert du mal, ja? Ich probiere mal. Bisschen bitter, ja? Noch mal Kerker? Ich probiere mal, ja. Einmal was hat auch super, ja? Ich. Warte mal. Ich habe ja schon so früh gefrühstückt heute Morgen. Ich muss immer so früh aufstehen und muss im Haus arbeiten hier und die Kinder zum Kindergarten bringen. Und meine Frau, die schläft immer so lange und die frühstückt jetzt erst. Um 10 Uhr frühstückt sie erst und na, dann esse ich ein bisschen was mit, ist da noch keine Mittagszeit. Alles vegan heute. Das ist auch gut. Danke. Alles vegan. Und was ist auf dem Tofu drauf? Tofu, das ist ein Zitronengras, du kannst weg. Ah, Zitronengras, ja. Ich probiere mal. Nãy giờ mình làm cái ông nói tranh thủ nói mình chưa kịp dịch đâu. Ông nói ông làm mọi thứ hết trơn á, ông ăn sáng rồi nọ, mình ngủ không dám đâu, mình làm hết trơn á, rồi ông ăn sáng mình chưa có thời gian ăn sáng nữa. Das Tofu, Tofu. Tofu. Ist ganz schön trocken. Ja, ich brate. Ist ganz schön trocken, ne? Ja. Mach den nicht. Vậy hôm nay mình làm viên chả cả nhà. Die Pilze, das sind die Trockenpilze hier, ne? Ja. Wie du meinst, Salat. Ja, danke schön, recht schön. Cho năm cái mềm mềm bông nè, Lutscher nè, Banane klein nè. Die wurden vorher schon gepflückt, keine Bananen geworden. Ja, du isst Banane groß oder hier geht auch. Schmeckt dir nicht? So, danke schön, reicht erstmal. Nguyên làm là Nguyên định ăn có một mình hà. Cái ảnh nó ăn gì anh Nguyên nói ăn này cái này để anh ăn hết thèm quá. Vegan ist auch nichts. Ist ja so trocken, ne? Das ist mein Essen, das ist ich nicht đắp vô đi. Cứ cằn nhằn hoài à, người ta làm người ta ăn chứ không phải cho ông ăn đâu, cũng cằn nhằn thôi mà. Bởi ghét lắm. Lúc Nguyên bực lắm. Đậu hũ chiên á thì phải giòn, ông không chịu giòn, mà luộc thì ông nói sao lạc quá. Na, die Pilze schmecken gut, die sind nicht trocken. Ich habe gemacht nur für mich, nicht nur für dich, Baba. Ach so. Guck mal, du hast schon Frühstück. Ich mache Hähnchensuppe für dich. Ich kaufe dann für dich Essen, okay? Mới ăn cả lộn, ăn đồ chay mà cả lộn thấy kỳ nha. Làm xếp gà cho ảnh với con á. Con này của Quyên ăn, từ sáng chiều Quyên làm mấy món của Quyên nào Quyên đến chia sẻ với cả nhà thôi, cái ảnh đòi ăn. Der Salat schmeckt auch gut. Ja. Này là bắp chuối của Quyên luộc. Ai mà ăn chay thì mới biết món này. Bắp chuối luộc xong trộn với chanh, giấm, đường. Rồi trộn giấm trong gỏi vậy đó cả nhà. Am besten schmecken die Pilze. Mình do mình làm cái này mình tính để xả để ớt vô mà ảnh đòi ăn cho nên thôi. Mình chấm từng hộp ăn. Ganz schön bitter einiges, ne? Ja. Das nochmal, das ist ja so. Ach so. Eine Frau hat gesagt mich, sie selber macht so Haus, genau doch an das, weil da Bio. Bio, ich kaufe das im Laden da. Das Bio war am Tag noch nicht so weit wie Vietnam. Vietnam macht ein bisschen anders. Kein Bio? Kein Bio Vietnam? Vietnam macht anders. In Deutschland nur macht genau das, nur Tofu. Im Ring, dann bist du ein Haar, aber das Bio. Ach so. Wenn du so Haus selber machst, you know das. Mình nói là tại vì cái đậu hũ này nó nguyên chất á, nên nó cứng như vậy đó. Salad mẹ. Rất chuẩn. Ăn salad thì ngon lắm cả nhà ơi. Ich esse nachher noch mit, um 12 Uhr.
den Schipper, ja? Ja, aber wenig dann. Mình gặp chú Sam nhưng mà cũng có quy mô nè, mua về luộc cái để tủ lạnh ăn từ từ. Chắc mình nó ăn vô tâm hôm qua giờ hồi tối mình cắt tóc mà từ tối giờ anh không phát hiện mình cắt tóc ngắn luôn, không có để ý, không có để ý mình luôn á, thử cho anh từ khi nào anh biết nha. Hast du drin geholt, wa? Ja. Du weißt nicht, was ich habe anders. Genau bei mir. Was anders ist? Ja. Was ist anders bei dir? Du kannst weiter gucken. Deine Bluse ist anders? Die Bluse ist anders? Guck nicht. Die Bluse ist anders. Bin hier. Ich habe eine iPhone 6% von dieser bis hier. Das ist neu. Du musst gucken, ich bin deine Frau. Ja, ich sehe aber gar nichts. Ich gucke aber noch weiter. Du hast eine neue Spange im Haar. An neuer Kepp neu. Du brauchst da nur. Und du hast. Alles war genau, was ich habe neu. Und du nicht. Lea, die muss weichen, oder? Du hast die Haare ein bisschen abgeschnitten? Ja. Ja, da habe ich das schon lange gesehen. Lange gesehen, gestern Abend. Ja, hab ich schon gesehen, ja. Du sagst das nicht. Okay. Guck mal, wow, thấy không nói à? Aber es muss ein bisschen. Nein, guck mal, so gut. Ja. Guck mal, ich hab hier. Ja. Na, so ein bisschen. Okay. Immer noch lang. Ich möchte gerne, dass du die Haare so wie Lia hast, so kurz. Ah, nein, gib cắt tóc giống Lia. Nein, das ist yes. So wie Lia, ne? Hồi đó mình cắt tóc tém dễ thương lắm, nhưng mà tại do đó mình ốm á, thì cắt nó rồi với lại ăn mặc cái phong cách nó trẻ trung nó khác. Còn bây giờ già rồi, bây giờ với lại mập ra rồi cái mặt mình nó hồi đó còn rảnh còn trang điểm, cái tóc ngắn rồi phải trang điểm thì mới được. Tới sau nãy mình quay mình ngồi cái ghế này của mình, bây giờ kéo qua nó bị lệch vậy đó. Thì có không có khen vợ một tiếng nữa, không biết nói à. When the ship is no the most cool on the fat on it a guy about the most wise you know what Dina Fowl has no. Can't say it's not on that. It cook on that man to watch out này, to need cook me. Ach so. Mình nói lỡ mình nhìn có người khác mà ảnh cũng không quan tâm nữa hay sao? Mắc tôi nít mé. Ja, bisschen kürzer habe ich gesehen, ja, aber du schneidest ja ständig die Haare. Immer mal ein bisschen, mal hier, mal da und... Ja, ein Chuối giảm cân được. Das ist gut für die Erde, Baba. Danke. Ảnh nói, tại mình thấy mình cắt tóc hoài à. Cắt đầu hoài, tháng là cắt con lần để tỉa mấy cái đuôi thôi. Để tóc quyên nó ra nhanh lắm, quyên để tỉa hoài. Mắc nít. Tốt rồi. Xe rồi con á. Du isst einen Salat hier noch? Ich esse ja später Mittag noch, okay. Ne? Ja, danke schön. Oh, cái món này ngon cả nhà ơi. Biết sao cả nhà thấy Quyên làm món này không? Tại vì cái bắp chuối này nó xíu à, nếu mà bào mà kiểu mà lấy cái lỗi trong bào nó cứ xíu à. Còn cái vỏ ngoài nó cứng. Ăn cái kiểu này thì nó tiết được cái vỏ này nè. Bỏ nhà bỏ ít ở ngoài chứ không phải là không lấy hết luộc. Nhưng mà tiết kiệm, ăn kiểu mình là tiết kiệm đó. Ngon. Ngâm lúc mà cắt á, lúc mà ấy ngâm với giấm với muối cho nó dựng cái màu đựng đen. Xong luộc để đi giấm với muối nữa luộc. Luộc nào thấy mềm xong cái đổ qua cái rửa nước lạnh lại cái xé xong cái trong cái nước sốt đó là đường, chanh với giấm với nước tương, một xíu muối. Rồi bây bóp, khỏi bóp cho nó thấm rồi dắt cái ráo cái nước nó ra. Thì trộn như này nó mới ngon. Tương hộp. Bohnen hat auch noch. Ja, du bist ein Sassi. Darf du nicht essen? Ông ăn mà không trong la nữa, mình ăn tương hộp á. Ich esse jetzt für Mittag weiter. Ja, okay. Dankeschön. Du kannst arbeiten weiter. Ich fahre nochmal zum Norma-Markt. Willst du da mitkommen? Mm-mm. Nicht mitkommen?
Da gibt es viele neue Angebote. Ja. Ich da ein bisschen Bussen in Ecke da, bei den Fällen, wo der Maschine da, immer Bussen noch. Mhm. Mình ở nhà mình phải dọn dẹp lau nhà nữa. Nãy mình dọn cái góc kia mình chưa có lau kịp, mình ăn là mình không có lau, ăn xong rồi làm luôn. Ok, du sách chút đi. Ja, tschüss. Mình ăn tiếp nha, cho anh đi đi. Ja, ich esse weiter. Du kannst mich manchmal recht gut. Danke dir. Lass dir von dich Mittag. Ja. Cả nhà biết sao mà mình thích ăn đồ chay không? Tại cái thời sinh viên á, là mình ăn chay, mình ăn mấy năm trời chay luôn á. Cái không phải là mình thích ăn chay gì, nhưng mà do cái mình thích ăn rau. Mà ở Sài Gòn á, thì họ bán cơm phần này nọ thì rau rất là ít. Bán cái gì ăn cái đấy thôi chứ đâu có lựa chọn như ý mình được. Ăn cơm chay á, họ xào thập cẩm đồ nhiều lắm. Đồ rau củ mà cái thời đó là rau củ nó rẻ lắm. Cái này nước nè, cả nhà mà trộn xong hay bỏ nước này đi nè. Sao em quên nữa, nói cái bông chuối cũng để ăn luôn nha. Đừng bỏ nha, nói mà quên bông chuối cái gì cũng bỏ, đừng bỏ chứ. Chỉ bỏ cái vỏ cứng mà cứng quá ăn không được phải bỏ thôi. Cái mình ăn đồ chay, mình nhớ mình ăn ai ở Sài Gòn á thì mình nói thì chắc biết ở Nguyễn Tri Phương á, chợ Nguyễn Tri Phương á. Cái quán nó bán 2.500, còn đồ mặn thì bán người ta bán phần thì 4.000. Nhưng mà ăn đồ chay có 2.500 phần à. Mà cơm thì thoải mái, rau đồ xào thập cẩm rồi họ để cho dĩa vuông như nè. Thì mình ăn ăn đồ chay thường xuyên luôn, tại mình thèm rau lắm. Mình ăn cái mình ưa thích ăn cái món này nè, mà cái món này họ không có để nhiều nữa nha. Lâu lâu họ mới làm, ngày chay họ mới làm. Chị Đại Quyên có người bạn á, cũng ăn, ăn tương chay trường á, nên Quyên ăn mấy món này Quyên biết. Cực kỳ ngon cả nhà ơi. Nhà nào chưa nào, cả nhà nào ai mà chưa ăn thử món này á, mình nói Quyên nên làm ăn thử đi, ăn xong rồi ghiền á, nó mềm. Chua chua chát chát. Sao cảm giác nó ngon lắm. Tết nhất rồi cắt tóc cho nó mới. Hồi mình nhớ hồi hồi nhỏ nha, tới Tết mình mới được đi cắt tóc, uống tóc. Có một lần mình nhớ mình học lớp lớp 4, lớp 5 gì đó. Cái mình cái kêu cái cô ở xóm, cô đó lại làm sơn móng tay rồi làm cho nguyên nhà mình luôn á, đặt giống như mình ở xóm người ta lại làm tới ngày trước Tết lại làm á, cái kêu cô uống tóc cho mình. Mình nhớ cô lấy hai cây tre cô uống cho mình cái máy. Uống mà mình sợ nó không công á, cái cô kêu tháo mình nó thôi để chút xíu con mới tháo, đi nít đi chơi mà quay lại ha, cứ mình sợ nó uống mà nó không quắn không đẹp, tháo ra cộng đi xuống xong là trời ơi mình nói ha, cái lúc đó thời điểm đó đâu có biết kéo thẳng ra sao đâu, nhìn thấy ghê lắm. Tết mà mình khóc nha, mình nhớ nha, mình khóc, mình nhớ cái máy mình quài tóc mình nó có mấy cộng mà hồi đó để tóc mái thưa á, lăn xong mà nhìn thấy ghê lắm, nhớ là cái cảm giác hồi nó nít dễ thương dễ sợ luôn á. Bởi vì đừng có ham đi cắt tóc mái mà cận Tết lỡ nó ngắn nó xấu một cái là khỏi chữa luôn. Quyên cắt là dám cắt cái đuôi thôi chứ không dám cắt cái dần này. Định nó suy nghĩ cắt tóc ngang cho nó trẻ. Cái nó hồi trời cắt tóc ngang chắc khỏi ăn Tết luôn á. Nhớ cảm giác hồi xưa. Cả nhà đồng ý không? Ai mà có cắt tóc ngang rồi mới biết. Cái tuần đầu cắt tóc ngang nó ngố lắm. Cái khoảng sau một tuần thì nó quen dần, nó ra rồi nó đẹp. Chứ mới cắt ngang nó nhìn mặt ngố dữ dằn lắm.
Ja. Wegen der Sonne. Okay. Hast du Rät dabei? Ja, ich hab Rät. Aber kein Süßigkeit auch hơn, ja? Nein, nein. Ja, ich mua bánh kẹo cho tụi nhỏ. Ich hab Kuchen chuyên nghiệp Bắc. Chứ tôi cầm anh ăn đồ ngon đấy, không tôi phúc mà. Dạ, super. Okay. Nhờ anh kiểm tra cái máy rồi nó cô quay nãy giờ có bị gì không? Nấm này tôi mua tới 1 ký rồi đó cả nhà. Ăn mua 100 gram ngoài mắt bây giờ mua 1 ký luôn. Mua mà cái loại cái này mua cái loại nó hơi to. To nên Nguyên phải cắt ra. Còn cái nấm này mua loại nhỏ nó mới ngon. Nhỏ với lại mình làm ăn Nguyên cái nấm nó ngon. Còn này nó to phải cắt làm 3 làm 4 á. Mà này nó rẻ, còn cái kia nó mắc quá. Cái kia dầu Nguyên thấy 100 gram tới 10 đồng 270 ngàn. Lên giá nữa rồi. Cái đầu của cái bắp chuối ngon, cái cuốn nó mà không bỏ nè. Cái món này nó hơi chát nha, Quyên nói rõ để cả nhà nó làm thử thì biết trước là ai ăn chát không được thì không có làm được món này. Món này chát. Còn ở dưới quê mình á, người ta ăn thường ta làm bằng chuối hộp. Chuối hộp thì nó ngon hơn, mà chuối hộp thì nó hơi đắt hơn, là nó hiếm á. Cái biết sao tóc này nó rớt không? Bên đây nè, nó nằm ở bên đây. Nó nằm bên đây, bây giờ mình kéo qua bên đây nó hơi ngắn. Nó kéo qua đây hơi ngắn nên nó rớt ra ngoài à. Kẹp mà vẫn rớt. Ok, suốt. Nãy giờ anh đi đổ rác gom mấy cái thùng giấy á. Thật sự bữa cơm này Quyên ăn nó ngon dữ dằn luôn, ngon dữ lắm luôn. Đúng cái món mình yêu thích á. Cái này nó đáng lẽ Quyên để muối vô, muối xả ớt nữa. Nhưng mà tại ảnh đòi ăn á, mình mới chiên chiên xong mình để xả thôi, mình chấm ăn nè. Chiều nay Quyên bỏ vô tương hộp, bỏ vô kho hết.
Bỏ tương hột vô kho, bỏ thêm mấy cái rau củ gì vô, hành kho, tương hột em. Ở nhà biết sao mình ăn sáng trễ không? 10 giờ mới ăn sáng, thường là 10 giờ mới ăn sáng tại vì á hè thì khác nha, còn tới mấy cái lịch mà mình nghỉ nhà mình ăn sáng là mình ăn ăn gián đoạn á, làm cái bữa ăn cuối cùng của ngày hôm qua với bữa nay là cách nhau là 12 tiếng. 10 tiếng, 12 tiếng tùy theo cái điều kiện của mình, ví dụ thời gian của mình thì mình tính ít nhất là 10 tiếng hoặc 12 tiếng mình mới ăn cái bữa tiếp theo. Có đợt mình ăn 16 tiếng luôn á, cách 16 tiếng mình mới ăn ăn gián đoạn á. Hôm nay mình ăn cách 12 tiếng đó. Hơn, mười hơn, hơn 12 tiếng, 14 tiếng nữa. Hôm qua mình ăn nhiêu? Mình ăn 6 giờ chiều hôm qua. Như 6 giờ sáng hôm nay coi là 12, 12 giờ 16 tiếng rồi. Cái món này nó ngon lắm, cả nhà ơi làm thử ăn đi nha, ngon lắm luôn á. Mình không có ăn gì đặc sản hết trơn á, mà mình chỉ ăn món nhà quê mình khoái lắm. Thì Quyền chia sẻ video bữa ăn toàn là chuối, chuối luộc, bắp chuối, đậu hũ, đơn giản của Quyền. Đó là sở thích, là niềm vui của Quyền đó, là ăn những cái gì nó đơn giản như vậy nè. Chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc cả nhà mình có những ngày gần Tết nó vui vẻ.